đấy, mình rất ghét cái kiểu phản ứng của thằng cà rốt ấy. Kiểu làm gì ấy. Cãi nhau với ấy à, cãi nhau với động viên của Chelsea. Có động viên còn gì, cái áo ông không nhìn cái biểu tượng này à? Động viên mà đây là mặt cho ban huấn luyện kéo gì ngồi tận ở trên. Ui, nhanh lên. Kê vào đây. Tiền đạo. Liver hiệp 2 này đá hay phết. Nhanh. Dạ rồi. Luka. Luka. Dừng mắt vắng cùng mắt vắng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm đường ra. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây, Trường Sơn đông anh đi. Anh về Hà Gia Gia gì? Hà Gia Gia nhà bao nhiêu tên quen trong người ơi thật rất lâu rồi cho anh đến như đi đã lau ở bà đi. Mày đi sau này đang thơm vậy. Để cho hết cả nước mũi mồm. Tôn trọng đi. Tôn trọng nhau đi. Mẹ thằng cốt ta này chơi bấn thật. Đấy, cố tình đạp vào ngực. Chó cốt ta này, biết thế cái chứ. Chưa được nguy hiểm đấy. Úi giời ơi, chưa được. Ui giời mày đấy. Mày vãi. Tôi ta thì bảo đó. Ta nhưng mà đây là vừa, vừa tí thì vào. Khi bên anh em nhớ về, khi bên anh em nhớ
chắc không phải một người như anh. Anh Đức Thiện mai là được lên xe hoa đấy. Giày chú rẻ đây, giày cô giàu đâu? Ui giời, hôm nào mượn giày anh Hùng ơi, anh Hùng ạ. Anh Hùng ơi, cho mượn giày hôm 10 năm nhá. Cái gì? Nó vào chủ nhật mà. Hôm nay anh không đi đâu. Nếu hôm nay anh không đi đâu, tức gọi em. Là chủ nhật anh chút quả. Anh cứ để. Chán thật. Em mượn một hôm nay rồi. Anh ấy không đi đâu, cứ mượn đi, anh bảo thế. Anh Hùng này. Rồi, mình cần vào rồi, nó sắp vào rồi. Xong, nhà sĩ coi như xong. Những giây phút. Cái gì? Bên TK vào, tiền đạo chủ lực vào cắm nó 3 phút chữ con thằng kia. Đúng không? Thằng nào ra? Thằng, tôi nghĩ thằng Lanana. Lanana gì? Banana. Banana. Không, Jim Miller. Không biết lừa rồi. Miller ra. Được, thằng này đáng được, thằng này hôm nay đáng ngu si lắm. Ngu si thì chi không phát triển. Thằng áo đen này, thằng đầu đen này ra lại hoài trắng thế cơ. Thằng VTK hôm trước cũng vào đây mà u mốc mắc vô lê quá ấy. Loạn choạng này, mới bắt đầu loạn choạng. Trời ơi, sảnh luôn này.